Võ Tài Nhân yên tâm, hôm qua nô tỳ đã đến thượng phục cục làm náo loạn một trận. Nô tỳ nói vết thương của thái tử ngày càng nặng, bảo bọn họ may thêm quần áo. Thế thì tốt. Chẳng lẽ đây là Bảo Nhi sao? Đây chính là Bảo Nhi mà hôm đó thái tử đã cứu. Thì ra Bảo Nhi là một con bồ câu xinh đẹp thế này à? Bình thường trong cung cô đơn, may nhờ có Bảo Nhi mà thêm được không ít niềm vui. Bị nương nghĩ ngày nào điện hạ cũng ở trong tầm cung, nhất định buồn phiền, nên đưa Bảo Nhi đến giúp thái tử giải buồn. Điện hạ, đây là đồ thượng phục cục vừa sai người đem đến, để ta xem thử. Tiểu động tử có lòng rồi. Hay là điều tiểu động tử đến Đông Cung làm việc đi. Trước đây ta cảm thấy tiểu động tử ở Bất Lộc Viện rất đáng tiếc, không ngờ hắn lại đến thượng phục cục, còn may vá rất giỏi nữa. Võ Tài Nhân cảm thấy thế nào? Tiểu đậu tử thông minh lanh lợi, bản tính lương thiện, có nghĩa khí, có trách nhiệm, bị nương cũng vô cùng thích. Nhưng mà tiểu đậu tử làm việc ở thượng phục cục cũng không phải là chuyện xấu gì. Như thế thái tử cũng có thêm tai mắt ở thượng phục cục, cũng không làm mai một tài hoa may vá của tiểu đậu tử. Chủ yếu là vì ở Đông Cung buồn chán quá. Nếu tiểu động tử đến có thể làm ta vui hơn. Cả ngày không cần nhìn gương mặt khổ sở của A Thắng nữa. Vẫn mong thái tử nhẫn nại thêm vài ngày. Chỉ cần Tào Vương và Dương Phi nghĩ rằng thái tử vẫn chưa lành bệnh thì bọn họ mới yên tâm. Cũng không cần động tay động chân gì trong buổi tỷ võ ngày mai. Ngày mai chỉ cần Bùi Hành Kiệm thắng được Bồ Ba Nỗ, trở thành cận vệ của thái tử, thì sau này sự an nguy của thái tử mới được đảm bảo. Võ Tài Nhân nói rất đúng, Bùi Hành Kiệm này tài võ song toàn, có hắn bên cạnh thái tử trong lòng Ngô Tài cũng yên tâm hơn. Nếu như để gian kế của Tào Vương gạt được đem Bồ Ba Nỗ cài bên cạnh thái tử, thì không phải sắp đặt một thích khách vào sao? Lỡ như xảy ra chuyện, A Thắng, người có thể nào học theo tiểu động tử, bớt nói mấy lời xui xẻo không? Vương Đội Thị cũng vì lo cho thái tử thôi, cẩn thận mọi chuyện thì cũng tốt. Ngày mai chính là ngày tỷ võ rồi. Bị nương nghĩ sao thái tử không gọi Bùi Hành Kiệm vào Đông Cung sớm hơn để chuẩn bị, tránh có điều gì bất chắc. Bên Đông Cung có tin tức gì không? Mấy ngày nay thái tử đều ở tầm cung nghỉ ngơi. Trên dưới Đông Cung sự bí mật về vết thương của thái tử, nhưng thượng phục cục lại có động tĩnh không nhỏ. Cách một hai ngày, Lâm thượng phục cử người đi chọn lựa vải vóc, nói rằng trang phục thái tử muốn thay mỗi ngày một nhiều. Xem ra vết thương rất nghiêm trọng rồi. Đây là chuyện tốt. Sao điện hạ lại tỏ ra bất an thế? Ngày mai chính là ngày tỷ võ rồi. Nếu thái tử thật sự bị thương nặng thì sẽ xin bệ hạ lùi ngày tỷ thí mới đúng. Đúng vậy. Thái tử vô cùng coi trọng Bùi Hành Kiệm kia, còn đích thân xin bệ hạ phá lệ điều hắn đến bên cạnh. E rằng chưa chắc đây là người tầm thường. Việc tỷ võ quan trọng, nhất định không thể xảy ra chút sai sót gì. Ta phải đích thân đến Đông Cung một chuyến, xem thử thực hư. Tham kiến Tào Vương điện hạ. Bản vương đến để thăm hỏi thái tử.
Không biết vị này là... Người này là... Tại hạ là Bùi Hành Kiệm, tham kiến Tào Vương. Tào Vương đến thăm Thái tử Điện Hạ. Thần đệ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử bị thương đã nhiều ngày rồi, sao chưa thấy khỏi vậy? Bẩm Tào Vương, không biết có phải do thân thể Thái tử suy yếu không, mà mấy ngày nay vết thương chẳng những không khỏi, lại còn bị nặng hơn. Thần đệ biết Thái tử sức khỏe yếu ớt, cho nên thần đệ cố ý mang đến một số lương hưu và sâm núi Thượng Hải để Thái tử bồi bổ cơ thể. Thập tứ đệ nhọc lòng rồi, thần đệ lo lắng cho sức khỏe của Thái tử, cho nên cố ý phái người đến Thái y viện tìm Tông Thái y. Vi thần tham kiến Thái tử Điện Hạ. Mấy ngày nay thời tiết hanh khô, vết thương cũng bị nhiễm trùng, xin Thái tử cho vi thần xem vết thương của Thái tử rồi bốc thêm vài vị thuốc. Không cần đâu. Mỗi lần thay thuốc đều giống như cắt da thay thịt, đau đớn khó chịu. Ta mới vừa thay thuốc, không muốn chịu đau nữa. Thái tử trong người có bệnh, chi bằng bẩm báo bệ hạ, lùi ngày tỷ võ lại. Ngày tỷ võ là do bệ hạ quyết định, ta không muốn làm người mất hứng. Ngày mai thì ngày mai, không cần thay đổi. Những ngày ta nằm đây cũng khó chịu trong lòng. Vừa hay ngày mai có thể đi ra ngoài dạo. Bùi Hành Kiệm, có nô tài. Ta đã khen ngươi vài câu trước mặt bệ hạ. Ngày mai ngươi nhất định phải đem bản lĩnh thực sự ra, không được làm ta mất mặt. Ty chức sẽ cố gắng hết sức. Bồ Ba Nỗ, có. Lúc nãy quên giới thiệu, vị này chính là Bồ Ba Nỗ, dũng sĩ mà thần đệ muốn tặng cho Thái tử. Hắn ta được chọn lựa kỹ càng từ đám binh sĩ. Bùi Hành Kiệm, nếu ngươi muốn phá lệ làm hộ vệ thân cận của Thái tử, thì ngày mai phải qua được ải của hắn trước. Bồ Ba Nỗ xin bái kiến. Đã nhường rồi. Cơ thể Thái tử có vết thương, thần đệ không làm phiền nhiều nữa. A Thắng, tiễn thập tứ đệ thay ta. Vâng. Cung tiễn Tào Vương Điện Hạ. Bồ Ba Nỗ, có.
Lúc nãy ngươi làm rất tốt. Ta nhìn ra được ngươi đang nhường hắn dành lại chút thực lực cho trận đấu ngày mai. Cũng tốt. Tối nay tạm thời để họ vui mừng một bữa. Ngày mai dễ dàng giết hắn, cho hắn trở tay không kịp. Điện hạ cao minh, tiểu nhân mở mắt. Lúc nãy còn tưởng tên Bùi Hành Kiệm đó thực sự có bản lĩnh thắng được Bổ Dũng Sĩ. Bổ Ba Nỗ chẳng qua là thử sức của hắn thôi, cần gì phải sốc hết sức. Điện hạ thứ tội, lúc nãy Ti Chức đã sốc hết sức. Nội lực của Bùi Hành Kiệm đúng thật là hơn Ti Chức. Trận chiến ngày mai Ti Chức không dám bảo đảm toàn thắng, nhưng mà Ti Chức sẽ chiến đấu hết mình vì điện hạ. Bổ Ba Nỗ, ngày mai ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đều nhất định phải thắng Bùi Hành Kiệm. Nếu không, bên cạnh bản vương không thể dung nạp người vô dụng. Vâng. Thượng phục cục. Thất nương tỷ tỷ, thất nương tỷ tỷ, ta cũng muốn xin nghỉ. Thất nương tỷ tỷ, ta cũng muốn, bụng ta đau không chịu được. Phiền tỷ tỷ xin chắc đại gia cho ta nghỉ giúp ta với. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thất nương tỷ tỷ, thất nương tỷ tỷ, tối qua ta bị trúng gió, đau đầu không chịu nổi, nhờ tỷ xin nghỉ giúp ta với. Ta cũng muốn xin nghỉ, lý do bị các người nói cả rồi. Vậy ta nói cái gì chứ? Họng của ta đau, đau họng mà còn nói chuyện to như vậy. Đừng tưởng ta không biết suy nghĩ của các ngươi. Các ngươi lần lượt xin nghỉ không phải là vì muốn đi xem cái gì Bùi gì và Nỗ gì đó đấu nhau sao? Chắc đại gia, không phải cái gì Nỗ mà là Bùi Hành Kiệm và Bổ Ba Nỗ. Ai thắng trận đấu này thì sẽ trở thành thị vệ thân cận của Thái tử Điện Hạ. Nghe nói bệ hạ khích lệ thị vệ nội quan và cung nữ đến xem trận đấu, cho nên thượng phục cục của chúng ta, bệ hạ bảo các thị vệ và nội quan đến xem trận đấu là vì muốn cổ vũ sự trung dũng của họ. Mà lòng trung thành của thượng phục cục chúng ta đối với bệ hạ chính là phải thể hiện xuất sắc ở kỹ thuật thêu may y phục. Bây giờ các ngươi nháo nhào giả bệnh xin nghỉ đi xem, không phải là vì lười biếng sao? Lễ Vu Lan sắp tới, việc của thượng phục cục chất đống thành núi rồi, các ngươi vẫn còn tâm trạng đi chơi. Hôm nay ai dám bước ra khỏi cái cửa này, ta nhất định phải phạt thật nặng. Làm việc chăm chỉ cho ta, đừng có ồn ào, trong lòng cứ nhốn nháo không yên. Nghe các thị nữ Đông Cung nói, Bùi Hành Kiệm đó nhìn vô cùng tuấn tú đẹp trai. Nếu có thể được ngài ấy nhìn một cái, trái tim cũng có thể đập thình thịch nửa ngày. Muốn quên cũng không quên được, cho nên các cung nữ ai cũng mong ngài ấy thắng. Như vậy có thể thường xuyên được nhìn thấy ngài ấy rồi. Thật sao? Thật sự đẹp như vậy sao? Muốn xem quá, ta cũng muốn xem. Thủ ước Tào Vương Nham Hiểm chắc chắn đến đã có chuẩn bị. Người nhất định phải thật cẩn thận, nhất định đừng để bị thương. Điện hạ yên tâm, lần này tỷ võ trong Đông Cung của chúng ta, thiết nghĩ Tào Vương cũng không thể giở trò gì. Càng huống hồ tại hạ có lòng tin về võ công của mình. Tại hạ tuyệt đối sẽ không để gian kế của Tào Vương thành công, để nội ứng của hắn gài vào bên cạnh điện hạ. Nếu tỷ thí quang minh chính đại, ta vô cùng chắc chắn với võ công của ngươi. Chỉ sợ đối phương sẽ dùng trò gì nham hiểm, khó mà phòng bị. Thủ ước, ngươi và ta là quân thần, cũng là bạn bè. Ta không muốn ngươi có bất kỳ sơ suất nào. Bổ Ba Nỗ, có. Trận tỷ võ này rất quan trọng,
nhất là bệ hạ đã đặt địa điểm ở Đông Cung. Vì vậy ngươi chỉ được phép thành công, không được thất bại. Ngươi hiểu chưa? Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phải là cố gắng hết sức, mà nhất định phải thắng. Điện hạ, thuốc này có thể tăng công lực trong nháy mắt, nhưng tác dụng phụ cũng vô cùng mạnh. Trước đây thuộc hạ đã từng uống mấy lần, còn uống nữa chỉ sợ. Điện hạ, hay là thuộc hạ cứ đấu với Bùi Hành Kiệm đó trước, nếu như không ổn, thời khắc quan trọng dùng cũng không muộn. Thời khắc quan trọng, bây giờ chính là thời khắc quan trọng. Đợi đến khi ngươi phát hiện tài liệu không bằng hắn thì đã muộn rồi. Cơ hội cài nội ứng vào bên cạnh thái tử quý giá như vậy, nếu như có sai sót, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Cho nên hôm nay ta tuyệt đối không thể để ngươi có sai sót. Điện hạ, thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh. Hồng An, đó là hai cái chỉ chuẩn bị cho ngươi. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Cũng muốn đi, không biết thi đấu thế nào rồi. Đúng vậy, tại sao không để chúng ta đi chứ? Đúng thế, ta cũng muốn. Ta đã nghĩ rất lâu rồi. Thất nương tỉ tỉ, sợi chỉ thêu lá màu sắc không đúng lắm, ta đến nhà kho chọn một chút chỉ nhé. Ta đi giúp tiểu đậu tử, xong đi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Hôm nay các người đều phải làm xong, làm đẹp những mẫu thêu hôm nay, chắc đại gia phân công cho các người. Nếu không thì cứ yên tâm mà chịu phạt. Tiểu đậu tử, ngươi đi nhanh về nhanh. Vâng, ta đi nhanh về nhanh, tuyệt đối sẽ không làm lỡ việc. Người nói xem ai sẽ thắng, không biết, đều rất lợi hại. Cái này không nói trước được. Hôm nay trận sắp xếp trận tỉ võ này là để chọn thị vệ bên cạnh thái tử, cho nên lập võ trường tỉ thí ở Đông Cung. Trẫm cũng muốn thông qua lần tỉ võ chiêu hiền này mà khích lệ toàn thể thị vệ. Bùi Hành Kiệm, Bồ Ba Nỗ, hai người là dũng sĩ trong các dũng sĩ của đại đường. Hôm nay hãy thể hiện ra bản lĩnh thật, đừng để trẫm thất vọng. Tuân lệnh. Ai giỏi hơn đây? Có kịch hay để xem rồi.
Bệ hạ, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Văn võ đủ cả, có thể xưng danh là thiên cổ nhất đế. Cuộc tỷ võ hôm nay có được sự chủ trì và phán xét của bệ hạ là phúc phận to lớn của hai người Bùi Hành Kiệm và Bổ Ba Nỗ, cũng là phúc phận to lớn của tất cả những người có thể xem được trận đấu ngày hôm nay. Mời bệ hạ tuyên bố trận đấu bắt đầu. Di thần đã mong chờ lắm rồi. Bệ hạ, văn võ song toàn, từ cổ chí kim không có vị đế vương nào sánh kịp, ai cũng biết như vậy. Càng khiến nghi thần bội phục hơn là bệ hạ biết trọng dụng hiền tài, biết xem xét thời thế. Mời bệ hạ tuyên bố bắt đầu trận đấu của hai người Bùi Bổ. Được. Trẫm lệnh Bùi Hành Kiệm, Bổ Ba Nỗ, hai người tùy ý lựa chọn vũ khí, ai thắng, trẫm sẽ phong kẻ đó làm tả vệ xuất. Thần tạ ơn bệ hạ hậu ái. Đẹp trai quá.